Việt Audio Hà Nội xin kính chào toàn thể quý vị, kính chào toàn thể các quý khách gần xa mọi miền đang xem các cái video testing của Việt Audio. Và hôm nay nhân ngày 20 tháng 10, ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, cho Việt Audio xin gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể các bà, các bác, các cô, các dì, các mợ và các chị em một lời chúc sức khỏe và lời chúc mọi người có thật nhiều niềm vui, may mắn và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, hôm nay thì em gửi đến mọi người một cái chiếc âm ly của Nhật. Đây là chiếc Victor AX K7. Vâng, đây là một chiếc âm ly karaoke. Nó có tích hợp các cái vang số đời cổ, nhưng mà đối với chúng ta bây giờ thì nó chỉ ngang những cái chiếc vang cơ thôi. Chứ ngày đấy thì họ coi là vang số, nhưng bây giờ thì nó cũng chỉ dừng lại ở cái mức độ echo, reverb như kiểu các cái vang cơ thôi. Và hôm nay test với nó thì em dùng một chiếc micro cổ của hãng Pioneer với mã hiệu là CM30. Vâng, nó bay mất số rồi, em không rõ là CM hay là OM nữa, nhưng mà nó có một cái chất giọng rất là hay. Đó, nhỏ nhỏ thôi, nó tầm khoảng 13-14 phân thôi, nhưng mà nó có cái nét rất là độc đáo. Và bây giờ em thử hát một đoạn cho quý vị nghe nhé. Alo. Ta đã quen từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Tan mùa đông, cây rừng chưa trụi lá, chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, hát hiu buồn tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Và bây giờ thì là em mời quý vị lắng nghe cả đoạn karaoke. Vâng, em test với cái cặp loa Sony màu vàng này. Đây là một trong những cặp loa mà do chính tay em set up, hay còn gọi là loa độ đấy ạ. Và sau đây là bài hát Xin Thời Gian Qua Mau. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá khuất gió rơi vào lòng đêm thâu, thương thầm một tình nhau. Ngày về ôi xa quá, cánh nhạn còn miên bài trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim xiêu xiết hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mong. Ta đã quen từng hơi thở, quen tiếng cười và sóng mắt đưa tin. Mùa đông cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Thương những khi đêm đưa em về, anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hè nghiêng nắng đổ, tiếng vọng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã uất bụi đời.
nhiều lúc biết trách móc hay giận hờn vu vơ chỉ làm vì ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió biển hoa lại về vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi tay. Phần cái em thích ở nó đó là nó đem lại một cái chất âm cực kỳ là mộc, mộc cả hai thứ luôn. Đó, quý vị thấy cái chất giọng của cái micro này nó mộc đúng như kiểu là những cái bản thu âm từ những cái năm 1970-75 đó, trở về trước. Và cái con van này cũng thế, nó là âm ly và là van, nó tích hợp các cái van cơ, van số cổ thì là nó có cái chất giọng analog rất là hay. Và bây giờ mời quý vị lắng nghe một bài hát nữa. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Định Mệnh. Lấy khí của mình cho nên là hiện tại em đang để nó ở một cái chế độ reverb là echo rất là thấp. Đó, gần như là hát mộc luôn. Và quý vị nào mà có ở gần Hà Nội thì xin mời đến tận nhà em vừa trải nghiệm, vừa giao lưu và vừa chia sẻ với nhau về những kinh nghiệm trong vấn đề về âm thanh và âm học. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Còn quý vị nào mà có nhu cầu mua chiếc âm ly kia thì alo cho em theo số điện thoại 0984 511 460. Chân thành cảm ơn ạ.